các bạn đã rất lâu lắm rồi, chúng ta được gặp lại nhau trong chương trình Tư Điểm Đầu Tư phát sóng và đều đặn vào thứ ba hàng tuần. Hai tuần vừa rồi thì chúng ta tạm thời nghỉ do thời gian nghỉ lễ kéo dài khá là lâu. Hôm nay Tuấn sẽ xin chia sẻ về triết lý 3P và phương pháp lựa chọn cổ phiếu có thể tăng giá đến 30 lần. Vì sao nói triết lý 3P này? Bởi vì cái tên của Tuấn là Tuấn Hoàng 3P, thì tranh thủ hôm nay Tuấn sẽ giới thiệu triết lý này đến mọi người. Và triết lý này sẽ, theo quan điểm của Tuấn, sẽ hỗ trợ được rất nhiều các bạn đầu tư mới, nhất là các bạn mà đầu tư mới có thời gian trải nghiệm chứng khoán đâu đó khoảng 6 tháng trở xuống, thì nó sẽ rất là hữu ích. Vì sao Tuấn muốn chia sẻ của ngày hôm nay? Bởi vì trước đây Tuấn cũng từng là những người đi đầu tư như các bạn, tức là Tuấn cũng bắt đầu vào trường từ năm 2009 và lúc đó chưa biết một kiến thức gì cả, cũng bị va vấp rất là nhiều và đầu tư vào rất nhiều những cái cổ phiếu bị sai lầm, và trong thời gian đấy thì khiến cho cái tài sản mình tích lũy được nó bị giảm đi. Đó thì trong buổi ngày hôm nay tôi sẽ cố gắng chia sẻ với anh chị một con đường để làm sao giảm bớt được cái số lượng cổ phiếu mà xấu trong danh mục anh chị đó. Thì sau cái việc mà triết lý 3P có thể giảm được cái rủi ro, thì anh chị có thể dùng cái triết lý 3P này để tìm kiếm những cổ phiếu có lợi nhuận cao và Tuấn kỳ vọng là mức tăng đâu đó 30 lần khoảng 10 năm đó. Ok, chúng ta sẽ thử đi tìm hiểu 3P là gì đó. Thì khi mà trước đây Tuấn bắt đầu đầu tư ấy, thì cũng chưa có nhiều cái kiến thức chi tiết này đâu, và khi mà Tuấn đi tìm hiểu về đầu tư thì lúc đó có rất nhiều cái kiến thức mà nó rất là phức tạp. Nhưng mà sau khi qua một thời gian trải nghiệm, Tuấn nhận thấy rằng là mình chỉ cần những kiến thức nó đơn giản hơn, kiến thức mà nó rất là gọi là basic với mọi người và hoàn toàn thể kiếm được lợi nhuận. Và chia sẻ qua một chút là Tuấn đã từng dùng cái thời gian này, tức là chỉ dùng cái P/E thấp thôi và ROE cao, mức lợi suất cũng khá là ok rồi. Ok, thì để chia sẻ kỹ hơn mọi người, chúng ta sẽ hôm nay đến với triết lý 3P này. Thứ nhất đó là P về P/E thấp. P/E thấp tức là cái định giá của công ty đấy rất là rẻ, đúng không? Và thứ hai nữa là cái P/E đấy có khả năng tăng trưởng. Chúng ta lấy ví dụ nhé, của công ty kiểu FPT chẳng hạn, thì P/E cái giai đoạn trước của họ lúc nào chỉ khoảng từ 10 đến 11 lần, đúng không? Giả sử chúng ta coi đấy là thấp hay cao đấy, nhưng chúng ta cũng chưa quan tâm. Nhưng mà cái ngành của FPT đang hoạt động đó là ngành công nghệ 4.0, và ngành công nghệ 4.0 thì dần dần cái mối quan tâm của nhà đầu tư với cổ phiếu FPT nói chung và ngành công nghệ với cổ phiếu FPT nói riêng và ngành công nghệ nói chung thì sẽ khiến cho cái định giá của cái ngành mà đang được xã hội quan tâm được tăng ba trở lại. Chính vì vậy chúng ta đã chứng kiến cái cú tăng giá rất là mạnh mẽ của FPT thời gian vừa qua, từ giá 50 lên giá khoảng 80 như bây giờ, đúng không ạ? Thì đấy chính là cái việc của P/E của họ thấp nhưng có khả năng tăng trưởng đó là thứ nhất. Cái P thứ hai là chúng ta cần phải nói đến, đó là EPS tăng trưởng. Thì hai cái P này là double pay, thực ra cũng không phải Tuấn nghĩ ra đâu mà là dựa trên một gọi là vị đầu tư khác trên thị trường và người này khá là giỏi, chính là ông Christopher Davis. Thì chia sẻ với chị một chút về ông này. Khi mà Warren Buffett có lời khuyên gọi là khen ngợi với các PM trên thị trường, thì ông chỉ khen khoảng 2-3 người đâu, trong đó có Peter Lynch và ông này, ông Rich Davis này. Và thứ hai nữa là khi mà quỹ Van Quát ấy, họ thành lập được cái chỉ số và họ tìm kiếm những cái PM mà đầu tư tốt hơn cái chỉ số S&P 500. Trên thị trường thì tổng cộng có rất là nhiều quỹ, nhưng mà chỉ có 3 quỹ đánh bại được chỉ số S&P 500 trong vòng 20 năm. Thì Chris Davis này là một người như thế. Và cái triết lý của ông dựa trên cái triết lý gọi là double pay, tức là thứ nhất đó là pay trên thấp và tăng trưởng như Tuấn vừa chia sẻ. Thứ hai, chúng ta dựa vào cái khả năng tăng trưởng của những tương lai đó, đấy là hai cái. Tuy vậy ở thị trường Việt Nam mình sẽ có rất nhiều những cái điều kiện khác với cả thị trường nước ngoài, vì cái độ minh bạch của thị trường mình nó kém hơn rất là nhiều. Chính vì vậy Tuấn có thêm một cái P thứ ba, đó là P có cổ tức. Tức là nếu một doanh nghiệp mà có cổ tức ấy, thì cái rủi ro mà anh chị cầm thẳng cổ phiếu đó rất là thấp. Và thông thường những công ty trả cổ tức thì tức là họ có tiền mặt, và họ có tiền mặt thì tức là đâu đó là họ có khả năng kiếm được tiền và họ là có máu có thịt. Còn những công ty mà chỉ có xác sống ấy, thì thông thường họ sẽ không có máu có thịt và họ sẽ không thể nào chia được cổ tức cho anh chị. Tôi lấy ví dụ nhé,
chúng ta thử xem một cái đồ thị bên này. Đây, giả sử đây, một công ty như kiểu Rob chẳng hạn, chúng ta nhìn đây, cái biểu đồ của công ty này giai đoạn này tăng rất là mạnh, giai đoạn tăng rất là mạnh, nhưng về dài hạn, càng một giai đoạn này là nó là giảm giá. Cái câu chuyện là tại sao chúng ta lại chọn một cái công ty mà nó bị giảm giá mạnh như vậy? Thì chúng ta thể nhìn qua một cái về cái biểu đồ tài chính đây. Chúng ta bỏ cà phê ép, chúng ta chọn Rose chẳng hạn, đây gọi chữ Rose. Thì chúng ta xem cái, anh chị có xem thế nào, lịch sử chi trả lợi tức, lịch sử chi trả lợi tức và cổ phiếu. Thì chúng ta nhìn thấy là công ty này không hề trả một chút cổ tức bằng tiền mặt nào. Đó, thì một doanh nghiệp không trả tức bằng tiền mặt đâu đó, chúng ta sẽ raise the question. Đương nhiên cái này nó sẽ không phải là đúng toàn bộ, nhưng mà các ngân hàng cũng gần như là không trả tiền tức một tiền mặt, bởi vì những công ty ngân hàng này họ cũng đang kiểu phát triển rất là tốt, nên họ đang cần vốn để phát triển. Tuy vậy thì dựa nguyên cái phương pháp này, chúng ta có thể bỏ qua được một loạt các doanh nghiệp mà chất lượng rất là kém. Hay chẳng hạn chúng ta nhìn sang một doanh nghiệp khác như kiểu FLC, FLC là một doanh nghiệp mà giá cổ phiếu gần như không tăng, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thử nhé. Đây, chúng ta nhìn FLC. Đấy, chúng ta nhìn một thời gian rất là dài, đây là cổ phiếu, mọi người nhìn thấy giá cổ phiếu chỉ một cái đường trend đi xuống đấy, đúng không? Đấy, như Tuấn bỏ qua giai đoạn 2008 đi, đây thì giá cổ phiếu chỉ một trend đi xuống. Nếu như anh chị lựa chọn những cổ phiếu mà có cái độ trend đi xuống này thì gần như về dài hạn anh chị sẽ không kiếm được tiền. Rồi một cái nữa là chúng ta nhìn cái cổ tức của doanh nghiệp này, đây MRC, cổ tức của doanh nghiệp này đó là anh chị có thể nhìn cả cái biểu đồ này. Cả cái bảng này họ chỉ có là gì, thứ nhất là bán ưu đãi cổ tức cổ phiếu này, bán ưu đãi vay riêng lẻ rồi thưởng bằng cổ phiếu, bán ưu đãi cổ tức bằng, họ có cổ tức bằng tiền nhưng mà số lượng rất là ít, và để chủ yếu sau đó bán ưu đãi tiếp. Đó thì những cổ phiếu cũng dạng như này thì anh chị cần phải rất là để ý, đúng không ạ? Đó, và nếu chúng ta nhìn cổ phiếu này thì cái P/E của thị trường đây, nếu như ta nhìn 3P thì P/E nó là một chỉ số để đánh giá cái định giá của doanh nghiệp đấy, và P/E thể hiện số năm của vốn của anh chị. Nếu như P/E của công ty này lên 71 lần, đây anh chị nhìn cái con số này là 71 lần, tức là 71 năm anh chị mới có thể hồi được vốn khi mà đầu tư vào SLC. Thì câu hỏi là chúng ta nên đầu tư của một doanh nghiệp đến 71 năm ta hồi vốn không? Nếu chúng ta gửi tiết kiệm lãi suất 7% thì ta mất bao nhiêu năm để hồi vốn? Sau đó mất khoảng là 13 năm, 14 năm tầm đấy, đúng không ạ? Trong đó cái này mất tận 71 năm. Thua cả số kinh nghiệm thì chúng ta không nên đầu tư vào doanh nghiệp này. Đó, thì chúng ta nhìn vào 3P chúng ta sẽ loại bỏ một loạt doanh nghiệp nào. Rồi, đó thế thì cái lợi ích của 3P là gì? Thứ nhất đó là loại bớt doanh nghiệp nào như Tuấn vừa mới nói, đúng không ạ? Thứ hai là chỉ tăng tốc thành công. Và tí nữa vì sao tăng tốc thành công thì Tuấn sẽ chia sẻ kỹ hơn. Nhưng chúng ta nhận thấy rằng là nếu như chúng ta có cái quyền được chọn bán đó, khi mà cổ phiếu mà trả cổ tức khoảng 10% một năm, đúng không? Thì nếu như ta cổ phiếu tăng thì chắc chắn ăn được 10% cổ tức rồi. Đó thì giống như kiểu một con chim trong tay, khoảng 2 con chim trong tay, tức là anh chị chắc chắn ăn một con chim, tức là chính là cổ tức trong tay rồi. Và nếu như cổ tức đó được đạt được lợi suất 5% thì chắc chắn anh chị đạt được luôn 5% lợi suất đầu tư hàng năm luôn rồi. Và mình sẽ giảm bớt được cái rủi ro thị trường điều chỉnh, đúng không? Rồi thứ tư đó là có tiền mua vào thì cổ phiếu giảm giá. Cái câu chuyện này tôi chia sẻ một chút là năm 2019 vẫn cũng bị một cái trường hợp thị trường giảm rất là sâu. À 2020 thị trường giảm rất là sâu. Cái gì Covid và lúc đấy Tuấn còn full 100% cổ phiếu anh chị nhé. Thì rất là khác khi mà Tuấn gặp rất nhiều anh chị đã lúc đó bắt đầu mới vào thị trường. Thì lúc ấy tiền bạc anh chị rất là nhiều và anh chị mua cũng rất là rẻ. Nhưng ngược lại Tuấn đã phun cổ phiếu ở vùng rất là đỉnh, tức là cuối 2019 tuấn mất 100% vào cổ phiếu. Thì đến 2020 khi mà tháng 3 xảy ra cho đến tận tháng 5 thì rất may mắn là lúc đó là cái lượng cổ phiếu mà trả cổ tức cho danh mục của Tuấn ấy rất là nhiều, và đó Tuấn cầm cái tiền cổ tức đó để mua cổ phiếu liên tục. Đó thì khi mua cổ tức thì anh chị sẽ đâu đó sẽ có khả năng mua thêm cổ phiếu khi nó giảm giá đó, và khi không tiền mua cổ phiếu giảm giá thì chính là các anh chị có thể tích sản liên tục. Mà chúng ta đã biết rằng là khi mà chúng ta cần tích sản về dài hạn, giá cổ phiếu luôn luôn tăng, giá tài sản luôn luôn tăng, thì chúng ta chỉ cần mua được cổ phiếu liên tục thì dần dần chúng ta sẽ thu được một số lợi rất là lớn trong tương lai.
Đó. Đấy là cái lợi điểm của Mbappé. Nhưng Mbappé không chỉ để phòng thủ mà Mbappé có thể phủ để tấn công. Đây, ok. Chúng ta sẽ chuyển sang một phần là tìm kiếm cổ phiếu có tăng giá đến 30 lần đến 100 lần. Thì trước đây team của Tuấn có ngồi, team trung tâm tư vấn đầu tư của VinDirect có ngồi xem xét lại, đánh giá lại những cổ phiếu nào đem lại mức lợi suất lớn nhất trên thị trường trong giai đoạn từ năm 2009 cho đến năm 2019. Ok, thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là có rất nhiều doanh nghiệp này, anh chị sẽ thấy có cả Kinh Đô này, Hoa Sen này, Tập đoàn Đồng Phú này, rồi ACL vân vân rất nhiều. Và cao nhất thì đó chính là công ty VicoStone VCS ở đầu bảng này. Nó đạt mức lợi suất là 37 lần trong vòng 10 năm. 37 lần trong vòng 11 năm chứ đâu. Và chúng ta nhận thấy rằng bất kỳ nào của doanh nghiệp mà chúng ta nhìn thấy tăng trưởng rất là ì ạch, rất là chậm như kiểu green. Đây, số 17 này. Mức lợi suất đem lại khoảng 7 lần. Đó, tức là nếu như anh chị gửi tiết kiệm đâu đó trong 11 năm, anh chị được bao nhiêu phần trăm? Chắc được gấp đôi. Nhưng mà khi chúng ta đầu tư vào những cổ phiếu như kiểu green này, đó chúng ta được gấp 7 lần. Và đầu tư vào cổ phiếu như VCS chúng ta được 37 lần. Thì đấy là một việc mà khả năng anh chị tích sản trong dài hạn rất là lớn. Đó, chúng ta chỉ cần chọn được doanh nghiệp tốt thôi. Và tôi muốn đặt ra câu hỏi là anh chị là điểm chung của 24 doanh nghiệp hàng đầu thị trường này là gì? Khi chúng ta biết được điểm chung thì chúng ta sẽ biết được rằng là chúng ta sẽ làm gì trong hiện tại để thu được một cái khoản lời trong tương lai. Cũng lưu ý luôn là anh chị là trong cả danh mục này thì hiện tại chưa có cổ phiếu ngân hàng nào cả. Đó, có thể điều đấy sẽ thay đổi trong tương lai. Tuy vậy thì cổ phiếu ngân hàng thì vẫn cứ nói là với cơ bản họ cũng chẳng đứt. Họ mất đi một cái P 3 trong 3 cái P rồi. Thì đâu đó là chúng ta sẽ xem xét thêm một cái cổ tức này tác động như thế nào cho một doanh nghiệp. Ok, rồi chúng ta sẽ sang cái phần mà điểm chung của 24 doanh nghiệp này, 24 doanh nghiệp hàng đầu thị trường này đem lại mức lợi suất tốt nhất thị trường này, nó là gì? Thì thứ nhất là các công ty điểm chung là một là họ có M&A, tức là có 1/5 số công ty mà có xuất hiện trong cái danh mục này là họ có thực hiện M&A, tức là họ mua bán, ví dụ như Vic chẳng hạn, mua bán liên tục các khu bất động sản mới. Và chính vì họ mua bán bất động sản liên tục nên thành ra là quỹ đất của họ không ngừng nở ra, và khi quỹ đất của họ lớn như vậy thì họ tiếp tục cái mô hình kinh doanh của họ có rất là hiệu quả. Đó, nhất là M&A. Thứ hai là những công ty đó có một cái rào cản tài chính rất là lớn, như là vốn này, vốn tài chính rất là lớn này, hay là bản quyền, hay là công nghệ, hay là nhân lực. Thì ở đây ví dụ một doanh nghiệp mà có cái lợi thế về công nghệ rất là lớn đó chính là VCS. Năm 2009 khi anh Hồ Xuân Năng gia nhập mua lại công ty VCS này, thì lúc đó anh mới mua lại công nghệ làm đá cái nhân tạo của Vector. Và khi làm cái công nghệ đấy thì anh mua luôn công nghệ độc quyền. Và khi làm công nghệ đấy thì cái chất lượng của đá thanh anh của VCS nó vượt trội hơn tất cả các nước khác trên thị trường thế giới luôn, và họ xuất khẩu ở nước nghiệp ở Mỹ và Úc. Đó, chính cái việc đấy khiến cho VCS có một cú tăng lợi nhuận rất là mạnh mẽ trong khoảng 1 năm vừa qua. Rồi thứ ba nữa là lợi thế cạnh tranh, là lợi thế cạnh tranh có thể là mạng lưới phân phối này, có thể là lợi thế quy mô này, tài sản vô hình, chi phí chuyển đổi này. Và 41% công ty trong nhóm này có lợi thế cạnh tranh rất là cao. Đó, thì chúng ta nhìn nhận có ba cái điểm mà doanh nghiệp có khả năng tăng vọt trong tương lai. Đó, một là điểm là công ty có M&A, những kỹ năng mới, M&A những công ty mới. Ví dụ như gần đây chúng ta thấy M&A thêm Internet hay là M&A thêm Base.vn, hoàn toàn đấy là một cái catalyst rất là lớn chúng ta cần phải xem xét thêm, đúng không ạ? Rồi thứ hai chúng ta phải có là họ có rào cản trong ngành rất là lớn, ví dụ họ có vốn này, họ bản quyền, họ có lợi thế về công nghệ, về nhân lực. Rồi thứ ba đó là họ có lợi thế cạnh tranh. Đó, đúng không ạ? Thì ba cái này là ba cái mà chúng ta cần quan tâm. Rồi chúng ta sẽ cùng xem tiếp là cái định giá của họ có thực sự quá quan trọng hay không. Chúng ta hãy nhìn trong cái bảng này, anh chị mới nhìn cái bảng nhất là P/E, định giá theo P là số 5, số 4. Chúng ta nhìn thấy rằng là cái định giá của họ nó tăng tổng thị trường ấy, định giá tăng không quá nhiều. Ví dụ như ngày xưa là 11, 2009 định giá chung là 11, thì bây giờ là 14, đúng không ạ? Nhưng mà những nhóm khác thì cái định giá thậm chí còn giảm từ 7,3 về còn 6,8, 9,3 về còn 8,6.
đó, tức là rất là ít công ty được định giá là tăng lên, đúng không? Nhưng mà đa phần còn lại là định giá là giảm xuống đó. Rồi ok, chúng ta nhìn P trên B, thậm chí P trên B còn giảm đi. Đây anh chị đã nhìn cái biểu rồi, cái bên này P trên B hầu hết được giảm đi, tất cả doanh nghiệp trong mấy nhóm theo dõi đều có P trên B giảm đi đó. Chúng ta nhìn thấy được là rõ ràng là đâu đó định giá bằng theo giá trị tài sản vô hình, không có nhiều ý nghĩa, đúng không? Rồi như vậy sau khi mà tìm lại tất cả điểm chung của những doanh nghiệp này thì team trung tâm tư vấn đầu tư cũng nhận thấy rằng là đây là những điểm chính yếu và quan trọng nhất để cho một doanh nghiệp có thể tăng trưởng gấp 30 lần đến 100 lần trong vòng 10 đến 15 năm tới. Thứ nhất đó là gì? Công ty có khả năng tiềm năng thị trường lớn, đây tiềm năng thị trường lớn, thị trường phân mảnh và điều tốt nhất là thị trường xuất khẩu, đúng không? Ngày xưa VCS khi họ phát triển đó là họ có gì? Họ thị trường của họ thị trường xuất khẩu, thị trường xuất khẩu họ vào Úc và vào Mỹ rất là lớn, đúng không? Rồi thứ hai là họ có lợi thế cạnh tranh cao hoặc là ít nhất trong trung bình ngành, đúng không? Ví dụ như công ty Vĩnh Hòa hay Nam Việt họ cũng có trong cái danh mục này và họ cũng có một cái gọi là thị trường rất là phân mảnh và thị trường của họ là thị trường xuất khẩu, rồi họ có lợi thế cạnh tranh so với cả những công ty khác trong ngành, và Việt Nam mình lại có lợi thế về thủy sản so với các nước trong khu vực đó. Đấy là những cái lợi thế cạnh tranh của không chỉ doanh nghiệp mà của cả quốc gia. Rồi thứ ba nữa là M&A đem lại giá trị mới cho doanh nghiệp, đúng không? Thứ tư đó là định giá tương đối cao chứ hẳn là tiêu cực. Bởi vì sao có dòng này? Bởi vì VIX chẳng hạn, Vincom, VIX có nằm trong danh mục này thì VIX là cổ phiếu lúc có nghiên cứu trong năm 2009 là P/E có 20 lần. Cũng phải lưu ý với anh chị là năm 2009 thì P/E thị trường mình đâu đó chỉ có 12-13 lần mà thôi. Nhưng đến hiện tại P/E của VIX đâu đó lên tận 70 lần, đúng không? Rồi một cái nữa đó là Vinamilk khi lọt vào danh sách này năm 2009 thì Vinamilk họ chỉ có P/E khoảng 11-12 lần mà thôi. Nhưng đến bây giờ thì PTD họ đỉnh cao tận 23 lần và bây giờ lô khoảng 15-16 lần, đúng không? Rồi thứ ba nữa là thứ năm nữa là họ sẽ có sự thay đổi trong ban lãnh đạo. Ví dụ như đối với cả trường hợp của VCS là họ thay đổi được ban lãnh đạo khi anh Hồ Xuân Năng về lãnh đạo của công ty, đúng không? Đó. Rồi cổ tức là một tác động rất là lớn. Cổ tức nếu chúng ta không xác định những cổ tức này thì chúng ta sẽ thiếu đi một cái biến cực kỳ quan trọng. Để minh họa thì này mình sẽ xem lại cái cổ phiếu của VCS chẳng hạn, chị nhé. Đây chúng ta sẽ nhìn cổ phiếu của VicoStone. VicoStone trong 10 năm là cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất với tốc độ tăng trưởng là 3.790%. Và nếu chúng ta chia 100 luôn đi thì tăng trưởng đó khoảng 37-38 lần, đúng không? 38 lần trong cổ phiếu tăng trưởng trong khoảng 11 năm. Rồi. Đó thì chúng ta sẽ xem qua cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp này trong 10 năm qua. Chúng ta nhìn đây. Doanh thu tăng trưởng đâu đó khoảng 9 lần, 9-6 lần. Lợi nhuận EBITDA tăng trưởng đâu đó khoảng 10 lần. Và lợi nhuận tăng trưởng đâu đó khoảng 15 lần, đúng không? Lợi nhuận tăng trưởng 15 lần nhưng mà cái định giá không phải tăng. Anh chị nhìn nhá. Định giá không phải tăng, 88 và 86 định giá vẫn định giá đây là định giá theo P/E không phải tăng. Tức là nếu như chúng ta nhìn thuần thì nó chỉ tăng trưởng đâu đó thì chỉ được trên duy nhất một cái là lợi nhuận, đúng không? Nhưng nó tăng 15 lần và định giá P/E không hề tăng thì đâu đó chúng ta biết rằng là nếu như bình thường thì vốn hóa đâu đó chỉ tăng khoảng 15 lần, nhưng thực tế VicoStone cái mức tăng trưởng lợi nhuận của họ nó tăng trưởng cái lợi nhuận đem lại nhà đầu tư là 38 lần, 15 và 38 tức là gấp đôi lần nữa. Điều đó chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là cổ tức mà VicoStone chia lại cho cổ đông ấy nó đem lại gấp đôi cái lượng tiền mà cổ đông nhận được từ cái việc tăng lợi nhuận sau thuế, đúng không? Đó thì chúng ta sẽ nhìn lại một số các cổ phiếu như ví dụ ngành ngân hàng đúng không? Thì lúc đó chúng ta sẽ mất đi cái payback đấy đi, đấy cổ tức chúng ta chỉ nhận được bằng a thôi, sau thuế họ sẽ tăng được cái này thì mình sẽ được cái này, đúng không? Còn có những doanh nghiệp mà không cần giữ lại vốn nhưng mà vẫn tăng được lợi nhuận sau thuế như vậy thì đó sẽ là những cái món hời rất là lớn.
chúng ta sẽ nhìn hưởng VicoStone trong vòng 10 năm qua họ chẳng tức như nào anh chị nhé. Đây, chúng ta sẽ vào cái trang cà phê đây, rồi chúng ta sẽ chọn cái VicoStone VCS. Đây, chúng ta sẽ nhìn thấy cái mức cổ tức của họ chẳng là rất là khủng khiếp. Đây, tôi kéo không hết. Đây, anh chị cũng nhìn thấy cổ tức đồng tiền rất là nhiều, cổ tức đồng tiền rất là nhiều đó, và thì họ chia lên cổ phiếu và họ cũng chia cổ tức tiền như vậy. Thì cái khi mà số lượng cổ phiếu tăng, ví dụ như chia cổ tức bằng 30% chẳng hạn, thì năm nay anh chị có 100 cổ phiếu, thì năm nay anh chị có 130 cổ phiếu và mức cổ phiếu vẫn trả cổ tức khoảng 3.000, thì năm nay là 3.000, năm nay là bao nhiêu? 3.300 đồng, đúng không? Và dần dần như thế thì cổ tức mà cổ đông nhận lại cũng càng ngày càng nhiều. Ok, đó, thì đây là một vài cái chia sẻ của Tuấn về cái triết lý 3P và cách anh chị lựa chọn cổ phiếu mà có khả năng tăng trưởng đến 30 đến 50 lần trong vòng 10 đến 15 năm tới, đúng không ạ? Tôi xin nhắc lại, đó là gì? 3P là gì? Một, đó là P/E thấp có khả năng tăng trưởng. Thứ hai đó là gì? Thứ hai là EPS tăng trưởng. Thứ ba là có cổ tức, đúng không? Đó thì trong dài hạn Tuấn khuyến nghị anh chị hãy luôn luôn chọn cổ công ty mà có khả năng tăng trưởng. Chúng ta nhìn thấy cái đường màu đỏ này là đường khả năng tăng trưởng, giá trị thực của doanh nghiệp. Thì giá trị thực của doanh nghiệp là thông thường nó phụ thuộc vào chính cái việc tăng EPS hàng năm đó. Chúng ta hãy cố gắng lựa chọn những doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng, vì chúng ta chưa lọc lựa chọn những cái cổ phiếu có giá trị tăng dần theo thời gian, thì về cơ bản dài hạn cái giá cũng về giá trị thực, đúng không? Và chúng ta sẽ vừa được hưởng cái khoảng từ giá đến về giá trị thực và giá trị thực tăng dần theo thời gian. Thì khi mà giá trị thực tăng để càng lâu thì cái lợi chúng ta thu lợi được càng lớn, đó là nó chính là cái nguyên lý tiền lãi kép. Và nếu anh chị có nhu cầu hỏi thêm thì Tuấn thì về vấn đề này thì anh chị có thể quét cái mã QR này và vào và chat với Tuấn qua Facebook. Ok, Tuấn chắc là buổi hôm nay mình đến đấy thôi, và Tuấn sẽ hẹn gặp lại quý vị anh chị nhà đầu tư trong buổi thứ ba tuần tiếp theo. Chương trình tư liệu đầu tư được phát sóng vào thứ ba hàng tuần, và bên cạnh đó là có một số chương trình khác như chương trình la bàn đầu tư vào chiều thứ hai hàng tuần, chương trình bay sóng đồng cổ phiếu vào thứ năm hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại quý nhà đầu tư.